mày sang lâu chưa ạ? Suốt ngày mua đồ ăn sẵn thế này, làm sao mà bố con nó đầy đủ sức khỏe được? Tại con không giỏi nấu nướng, để bố con nó ăn đồ ăn không ngon thì cũng tội mẹ. Nếu như chỉ mua đồ ăn về bày sẵn lên bàn ấy, thì thuê giúp việc cũng được. Mẹ với vợ để làm gì? Mẹ vừa mang đồ ăn sang đấy. Đừng nói với mẹ là ngay việc hâm nóng thức ăn con không làm được nhá. Dạ con làm được ạ. Mẹ về đây. Con chào mẹ. Mẹ bảo này, bố mẹ quyết định rồi nhá. Tuần sau con bố Chí đưa thằng voi đi thử ADN đi. Chứ bố mẹ không thể sống mà suốt ngày lo nơm nớp, không biết có phải là nuôi con thiên hạ không ấy. Con đã nói với mẹ rồi, đây là việc của con. Mẹ đừng xen vào nữa được không ạ? Nói tóm lại, con không đi xét nghiệm xét nhất gì cả. Mẹ đừng gọi cho con nữa. Đúng vì con thích luôn. Lúc nãy bà nấu mà xem bao nhiêu đồ ăn mà. Ý anh là chơi tôi vô dụng, không nấu nướng cho bố con anh ăn chứ gì. Đâu, mẹ đẹp, mẹ giỏi mà. Mà hôm nay bà nội lạ lắm mẹ. Lạ là sao con? Nha, nay con chào bà mà bà lại cười. Xong bà còn ôm, hôn, vuốt tóc vuốt tai con nữa cơ. Thì tại bà quan tâm con mà. Nhưng mà khác hẳn mọi ngày mẹ. Thôi con mang pizza ra ăn đây. Alo. Vì à, tao nghĩ lại rồi. Bố đi làm gì thì mày cứ đi làm đi, tao thấy chỗ đấy còn ổn mà. Ừ. Giờ tao thế này thì sĩ diện với tự trọng cũng chỉ có hít khí trời với tự quang hợp mày ra mày sống được thôi. Tao đoán là mày gặp lão Quân nên bị dội đúng không? Công nhận lão khó đăm đăm ra. Đã thế còn bị bệnh ghét phụ nữ nói chung nữa. Nhưng mà tao đã cam đoan với mày là lão là người sống được. Nếu không bao năm qua, làm sao thân với lão Khôi nhà tao được? Thì anh ta không ưa tao mà. Nghĩ tao nhờ ông Khôi nhà mày để đi cửa sau. Nhưng xét cho cùng thì đúng là như vậy còn gì. Thì mày cứ kệ đi. Đã thế, mày làm tốt cho tao, để cho lão sáng mắt ra. Vì này, tao muốn nói, trong những lúc khó khăn như này, may mà còn có mày. Hầm thế. Bạn bè mới giúp nhau có tí và móng tay thôi mà đã xế thế rồi. Cảm ơn mày.